Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với Học Cơ Khí. Mình là Võ Đình Thảo và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp tục cho các bạn những cái video nâng cao về slip work. Đây, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một cái phích cắm điện như thế này. Này ha, đây là các bạn xem qua 3D của nó nè. Thì cái phần này á, thì đây nó có cái chỗ mấy cái đường vân bám này, mình vẽ thêm. Còn nếu như trên bản vẽ thì sao không có những cái đường đó. Đây, ok. Là chi tiết mình như thế này ha, đó là mình vẽ về cái bề ngoài thôi, còn kết cấu bên trong ví dụ như chốt điện bên này nó đi vô trong này, rồi dây điện ở phía trong của nó như thế nào thì mình sẽ không đi nha, mình sẽ vẽ bình bề ngoài thôi. Đây, đây là bản vẽ, các bạn có thể là tải về ở cái phần mô tả của video. Các bạn vào cái phần video á, trên YouTube á, các bạn bấm vào xem thêm á, thì nó ở dưới chỗ mô tả của video, cái tên tựa đề của video á, thì các bạn sẽ thấy cái link tải, được chưa? Rồi, ok, đối với cái bài này thì mình sẽ vẽ như sau nè. Đầu tiên mình sẽ vẽ hình dạng của cái thằng này trước. Ra chứ, hình dạng của thằng này. Không vẽ cái đầu này vô. Không vẽ cái đầu này. Đầu này nó cao hơn nè ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ cái khúc này. Tới ngoài cùng luôn nha. Tại các bạn tạo cho mình một file mới đi ha. File mới trên mặt right, tạo sketch. Rồi, vẽ một cái đường center line. Đó. Rồi chuyển qua line để vẽ hành đề đây lên đây qua đây bo cung ra đây xuống đây, được chưa? Thì ra mình vẽ theo cái hình 3D này nha, mình đang vẽ theo cái hình 3D này cho nên là mình vẽ hơi ngược so với cái hình chiếu này một tí. Rồi đây thì ra hình 3D nè, thì đây nè, nó đi qua nè, rồi bo cung luôn nè, rồi ra đây thì giờ mình đi xuống dưới này, đó, được chưa? Chỗ này á thì bật cái relation nha các bạn, vô con mắt nè, bật cái relation này là chỗ này nó nằm ngang hay là có tiếp tuyến gì chỗ này, thì ví dụ nằm ngang đây nè, bỏ đi, chỗ này mới là tiếp tuyến. Rồi mình cho là tiếp tuyến đó, đó kích thước vào từ đây tới đây là bằng cái đường kính này, mà đường kính này là bằng 18.25. rồi cái này mình cho là 18.25, 18 ha. Ok, từ đây ra ngoài đây luôn là 21.1, 21.9, sorry, 21.9. Rồi tổng chiều dài này là 50, từ đây ra tới đây luôn là 50. Tức là cạnh này các bạn cho mình là 50. Rồi, tiếp tiếp R này nó cho bao nhiêu không? R này cho là 19.1. Rồi, kéo lên xíu ha. Kéo này nhích lên tí nè, đó, kéo lên tí. Và từ đây tới đây là 13.8 à, đây nè, từ cái đường ngoài luôn mà 13.8 được không? 13.8 hai bên thì mình lấy cái đường này, lấy đường center line này, đó đây là 13.8. rồi bây giờ mình sẽ mirror nó qua nha, mirror cái thằng này qua luôn, qua bên cái đường center line này luôn. Rồi bây giờ mình extrude mid plane nha các bạn, mid plane nè, mix lên và đi bằng cái đường tròn của thằng này luôn, đi bằng cái đường tròn của thằng này luôn là R18.25. 18.25 thì bây giờ mình sẽ nhân đôi lên đúng không? Mix lên này. Rồi, mình sẽ nhận là 18.25 nhân 2 này. Ok. Đó, thì nó ra hình vuông kệ nó. Bây giờ mình mới cắt cái phần hình dạng của thằng này vô. Các hình dạng thằng này vô nào. Thì ở đây mình có từ đây qua đây là 32. Từ đây qua đây 32 nè, đường kính của nó là 18.25 nè, thì trên cái mặt này mình tạo sketch vẽ một cái đường tròn ngay cái tim này luôn, được không? Rồi cạnh này với cạnh này mới tiếp tuyến với nhau. Rồi cạnh này là nhấn control với cái này nè, tiếp tuyến nè. Rồi thêm cho mình một cái hình chữ nhật lấy tâm luôn, hoặc chữ nhật lấy tâm đây ra đây, cái nào các bạn không dùng thì các bạn chuyển với center line, cạnh này không dùng này, center line nè, hay gọi là conversion đó nha. Rồi, từ đây qua bên đây, nãy mình nói là bằng 32 đúng không? Trong đề nó cho bằng 32 này. Đúng không? Đây, 32 đây. Rồi, cắt bỏ đi nha. Trim. Ở đây nó có cái tính năng á, là Keep Trim. Constriction Symmetry có cái option này. Rồi các bạn bỏ phía ngoài đi, bỏ phía ngoài đi. Rồi. Bỏ phía ngoài đi, sau đó các bạn chọn cho mình, đó là Feature này, Attribute này. Kết chọn cho mình là True On luôn, nhưng như thế này thì nó sẽ cắt ở phần giữa. Bây giờ mình bấm vào Clip Size to Cut để nó bỏ phần ngoài.
đó vào phần ngoài đi, được chưa? Rồi tiếp theo là mình sẽ cắt tới cái phần độ dày ở đây. Ở đây này thì nhìn ở đây này thì độ dày của nó là 15.2, được không? 15.2, 15.2. Bây giờ mình cắt xuống từ đây tới đây là 7.9 đó. Giờ mình cắt tiếp đây ha, sketch trên mặt này cũng được, sketch trên mặt đó cũng được ha. Rồi bây giờ mình tạo cái đường center line này. Center line cũng được, còn không thì chọn convert cho mình. Cái đường này là một, đường này là hai đó. Xong rồi vẽ một hình chữ nhật, hình chữ nhật ha, lấy tim bắt về đây. Rồi cái đường này mình cũng không dùng, đường này cũng không dùng. Đo cho cái thằng này là cái độ rộng của đây nè là 15.2 này, cái lai cạnh từ đây tới đây là 15.2 đó. Rồi trim bỏ, trim bỏ có thể là giữ cái thằng này cũng được, tính năng này cũng được. Rồi ok, bây giờ mình cắt ha, cắt cắt thì từ đây cắt lên 7.9, từ đây này cắt lên 7.9, rồi mình cắt bỏ hết luôn, cắt bỏ hết luôn chứ gì. Rồi offset 7.9 này, đảo lên trên, bỏ hết luôn. Thì cái phần này mình chọn rule on và mình cũng bấm vào clip size to cut luôn à. Đó bây giờ tới phần này rồi nè, được chưa? Tới phần đó rồi đó. Thì bây giờ vẽ cái khối u này vô cái u này nè, nhìn tới đây là nó dài 14 nè, nhưng mình nhìn theo cái hướng này là nó ra cái hình dạng này. Rồi thì cái khối đó thì nó nằm ở trên mặt top, trên mặt top này này. Rồi top tạo sketch quay diễn nhìn vuông góc, tạo một cái center line để vẽ hai bên. Center line đây ha, line thế này luôn. Đó, đó, chuyển qua center line. Rồi vẽ line này từ đây nè, đi lên nè, đảo cung về chỗ này nè, đảo cung ngược lại nha, đảo cung âm vô trong đó, như đây. Đừng có bắt cái trung điểm này nha. Rồi, lên đây, sau là về điểm này, về điểm này, kính lại luôn. Đo kích thước nè, từ đây nó nói là từ mép ngoài này lên tới đỉnh này là 15, từ chỗ này lên tới cái 13 này là tới chỗ góc này là 13. Rồi ok, từ điểm này tới đỉnh tới đáy này nè là 15 này. Rồi cạnh này là 13 nè. Ok, cái này nó đang có cái thẳng hàng này không, các bạn thấy nè, cái cung này đang thẳng hàng này, các bạn bỏ đi ha. Đó rồi bây giờ mới sửa cái này là đo cái đó lại thành 13, 13, 13 chấm mấy ra để xem thử là 13 không, 13 luôn, 13 tròn luôn. Rồi cái R đó mới là R 18.7 này, cái R này 18.7 này thì mình phải bỏ tiếp tuyến này đi nha các bạn. Này cái tiếp tuyến này nè, đó bỏ đi, rồi mình biết đo là 18.7 đó, bạn làm từ từ thôi. 18.7 rồi fillet đối xứng cái đó qua bên này, đối xứng cái đó qua bên này, không cần phải fill lát, fill lát từ từ mình làm sao đối xứng qua bên này. Rồi cái này nó nói là gì, độ dày của đây là 14 đúng không, thì mình mix lên ra 14 nó chút nè, mix lên nè và chọn đây là 14 nè. Ok đấy, từ 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 ha. Rồi chỗ này nó có hai cái ngạnh vuông ở đây nữa, đây này nó có cái ngạnh vuông cái này nè, này chỗ này nha, đó hai bên luôn là nó đi ăn vô trong là 7.9, 7.9, và mình sẽ dựa vô cái hình ảnh của thằng này để mình vẽ nè. Vậy vô hình ảnh thằng đó mình vẽ là trên cái mặt đây, tạo sketch quay diễn nhìn vuông góc, vẽ một hình chữ nhật lấy tâm, tâm ở đây kéo ra đây. Rồi 4.4 và 36.8 cái này ha, 4.4 36.8. Rồi đi ít chút cho bao nhiêu, ít chút cho là 7.9. Rồi giờ mình sẽ ít chút cái thằng này, ít chút boss đảo chiều lại và đặt cho mình là 7.9. ok, đó là cái phần ngành nó coi như xong luôn.
Tiếp theo mình còn gì nữa? Đây, nhà này ok rồi. Này rồi, cái này ô này rồi. Cái chốt và hai cái đây. Chốt qua đây ha. Cái chốt thì nói chung á là do cái phần kết cấu bên trong này mình không có tính toán, mình không có vẽ trong đó cho nên là mình chỉ vẽ bên ngoài thôi. Thì mình cho cái này với cái này ra hai cái body đi ha. Rồi ok, cái này thì mình sẽ vẽ đây là cái trước này đi ha. Trước này đi, là sketch. Coi vậy nhìn vuông góc này. Vẽ đây. Tạo mấy cái đường centerline ra cho nó dễ vẽ. Rồi, hai cái đường centerline này cho nó dễ vẽ ha. Rồi trên đây có một cái đường tròn. Một cái đường tròn phi của nó là bằng mấy? Phi. Bây giờ mình sẽ dựa vào cái hình này để lấy phi này đây. 4.8. Và đường kính từ đây qua đây là bằng 19.8. Đường kính là 4.8 này. Rồi từ điểm này vô center line này qua tới bên này á, là 19.8. Ok, 19.8. Rồi bây giờ mình adjust này lên đúng không? Adjust này lên thì mình nói là nó không cộng vô á, thì mình sẽ để là không mệt reset này. Nó dài ra bao nhiêu? Dài ra 16.8 các bạn. Rồi, 16.8. Ok. Đó, không có cộng lại ha. Rồi, bây giờ mình mới cho cái thằng này vô làm một cái nửa cung. 2.4 nè là nửa cung nè. Nửa cung thì các bạn dùng cho mình cái lệnh DOM á. DOM này nè ha. Hoặc là các bạn chọn là Insert nè, Feature nè. Chọn lệnh DOM ở đây. Insert feature và chọn DOM ha. Rồi, bây giờ mình sẽ gặp ở đây là 2.4. 2.4 và chọn vô cái mặt này. Mặt này này. Ok. Đó. Sau đó mình cắt cái rãnh, có một cái rãnh nhỏ xíu siêu 0.2 và từ đây 4.6. Chưa? Trên mặt. Right. Tạo sketch. Vẽ một cái rãnh thì cũng vẽ một hình chữ nhật thôi. Mình sẽ nhặt lấy tâm nè. Mình sẽ nhặt lấy tâm. Kéo ra đây. Tâm nó nằm ngay đây luôn đi ha. Rồi rãnh này 0.2 đúng không? 0.2 nè. Rồi gì nữa? Từ rãnh này nè, tới cái phần đây nè là 4.6. Tức là từ chỗ đây tới cái cạnh này 4.6. Rồi mình cắt bỏ đi ha. Chứ cắt True on luôn. Rule on thì mình chọn đúng cái body này ha. Thường nó đi xuyên qua đó, mình để auto á, thì thường nó tự động chọn được. Còn không á thì mình phải chắc ăn thì mình bỏ, mình chọn select rồi mình chọn đúng cái chỗ này luôn. Đấy. Rồi xong rồi thì mình mirror cái này qua đây thì được hai cái chốt. Ha, mirror nhớ là mình không có xài body, mình không có mạt vô thì ra body thì mình nhớ là mirror body. Mình chọn mặt right này, mirror này. Rồi lấy body nè. Lấy miếng này nè. Rồi. Đó, ra được hai chốt. Được chưa? Rồi, tiếp theo gì nữa? Mấy cái phần fillet này luôn đi ha. Fillet cái cung này là mấy? Fillet cái đó là R3 đi ha. Đây, kiếm cái hình nào. Đây. R3 này, R3 nè. Rồi bây giờ mình sẽ fillet R3 nè. 3. Mình lấy cái này là 1 nè. Này là 2 nè. 3 nè. Và mấy cái đường này luôn ha. Đó, cái đường này luôn. Đó, mấy cái hình này luôn. Đó, mấy cái là 3 hết. Thì dạ, thiếu thêm một đường này đây. Rồi chưa? Xong rồi á, bây giờ mình mới tạo một cái phần hình chữ nhật ở phần đuôi này. Hình chữ nhật ở phần đuôi này nó sẽ là bao nhiêu? Đây, 17. Trên này có 17 luôn, là nó là hình vuông thì trên phần đuôi này ha. Tạo sketch
vẽ một cái hình chữ nhật lấy tâm. Đây ra đây, hai thằng này bằng nhau, nhấn Ctrl cái này bằng nhau. Và chọn 17 luôn là nó vuông đó, 17. Sau đó mình coi thử là đi vô đi ra đúng không? Nãy là mình cho cái gì? Tổng từ đây ra tới cái mép này luôn, ngoài ngoài cùng là 50 luôn rồi, cho nên khối này mình đi vô trong là 2 ly. Được chưa? Khối đó mình đi vô trong 2 ly. Mình fill led luôn ha các bạn. Tại vì khối đây nè, nếu mà nhìn theo cái hướng này nè, đó thì phải fill led là R3 luôn nè. Thì mình fill led luôn. Rồi, chọn fill led ở đây mình chọn là 3 luôn đây rồi quét hết cái khúc đó luôn. Đó, lấy hết mấy cái khúc đó luôn. Rồi. Adjust đi vô trong 2 ha. Đi vô cùng cái phía hướng này luôn nè, đi vô cái phía cái cục này luôn nè, chứ đừng có đi ngược ra ngoài nữa. Hai, rồi xong. Rồi tiếp tục, bây giờ mình cắt mấy cái phần hình chữ nhật ở đây. Cái này chữ nhật ở đây nè, đây là chỗ này ha, chỗ này cắt trước nè, mà chỗ đó cắt trước á thì hình chữ nhật của mình là ở đây nè, đó cắt một hình chữ nhật này được không, và nó cắt từ đâu đây ha, cách từ cái đuôi mặt này, từ cái mặt này nè cho tới cái mặt này là 4, thì mình xác định từ cái mặt này mình vẽ cho nó dễ nè. Đó, mình chọn cái mặt đây mình vẽ cho nó dễ, cho mặt đây và sketch quay những nhìn vuông góc. Rồi vẽ hình chữ nhật, hình chữ nhật nha, hình chữ nhật bình thường thôi, sẽ không cần phải lấy tâm lấy tiết gì hết. Nhật lấy hai góc chéo á, đây một cái ở đây nè, đây là cái xuống nè chưa. Bây giờ các bạn chuyển cho mình về đường nét khuất, đường nét khuất chỉ có đường nét khuất để các bạn dễ đo. À, dễ đo là tại vì đây nó lấy 2 rưỡi 6 rưỡi 6 rưỡi nè, 6 rưỡi 6 rưỡi ha. Rồi ok, từ đây xuống dưới đây mình cũng lấy 6 rưỡi. Rồi từ đây qua đây mình cũng lấy 6 rưỡi. Rồi đó, sau đó mình cho cái hình chữ nhật nó to ra được nè, to ra nha. Rồi các bạn cũng làm tương tự ở dưới khúc dưới này luôn, 6 rưỡi. Rồi 6 rưỡi, rồi nó to hơn là được, to hơn là được, đừng cho nó nhỏ hơn là được nhé, đừng cho nó nhỏ hơn, nhỏ hơn nó cắt bị thiếu. Rồi bây giờ mình mới cắt nè, chuyển về đường nét thông thường. Bây giờ mình chọn extrude cut, cắt ra là 4 như nãy mình tính, cắt ra 4 này, đảo chiều lại vô, đảo chiều vô trong này chưa. Rồi cắt máy, cắt vô đây 4 và cắt 1.5, cắt 1.5 này. Ok rồi, từ đây, từ chỗ cái mặt này này tới cái mặt này là cắt 7.5 này, và làm hai cái rồi. Thì mình cũng lấy cái phần đó mình linear nè, linear mình lấy cái hướng á, hướng là cái mặt này, hướng là cái mặt này. Rồi bây giờ mình mới đi vô trong nó là 7.5. Mũi tên nó chỉ ở đây là sai, mình đảo chiều lại. Cái feature là mình lấy cái phần cắt này. Ok. Rồi. Rồi bây giờ mình cắt một cái chỗ này nữa. Cắt một cái chỗ này nữa là từ cái mặt này ha, tới cái mặt này á là nó cách nhau là 2.25, và cái khe hở của nó cũng 1.5. Nó cũng cắt 1.5 luôn. Thì mình lấy từ cái mặt đây nè, rồi mình cắt vô 2.25 ha. Vậy là mình lấy cái mặt này, mặt phía trong này chứ không phải mặt đây nha. Đó, mặt đây nè. Tab sketch quay ngược chuyển nhìn vuông góc lại. Rồi chuyển về chế độ đắt khuất trở lại. Thì bây giờ mình vẽ cái hình chữ nhật ngược lại, hình chữ nhật ở dưới khúc này được không. Rồi hình chữ nhật ở đây. Rồi mình cũng đo y chang như vậy luôn, mình cũng đo 6.2, 6.5. Hoặc là các bạn cho cái này với này thẳng hàng, cái này với này ngang hàng, được chưa? Đo cho ngang hàng thẳng hàng như thế cũng được. Ví dụ là cho nó thằng này nè, với này nè, trùng phương nè. Rồi, thằng đây với thằng đây nè, trùng phương nè. Thằng đây với thằng đây trùng phương nè. Đó, các bạn có thể là làm tương tự. Rồi, đó là đủ luôn. Đủ luôn, mấy hình chữ nhật nó to hơn là được nha. Rồi sau đó mình cắt, cắt vô là 2.25 nè, 2.25 nè, đảo chiều lại nè, rồi cắt 1.5 luôn. Ok đó, đó là đủ xong cái phần này. Phần đó xong rồi thì bây giờ mình sẽ
tạo cái phần dây điện ở đây, phần dây điện ở chỗ này ha, phần dây điện thì ở đây mình sẽ có là một phi tròn, một cái phi tròn này, phi tròn đó thì mình coi là phi tròn đó là phi 6 và dài ra 15 này. Mặt đây tạo sketch này, rồi 6 và dài ra 15 đúng không, 6 hết chỗ ra 15. Rồi, ok. Rồi, còn gì nữa không? Bây giờ mình fillet mấy cái phần một ly hết. Fillet hết mấy phần một ly. Cái chỗ này cũng một ly luôn này. Fillet này. Một ly ở phía ngoài, một ly ở phía trong này. Chỗ này có này. Chỗ này cũng có này. Rồi, chuyển qua một ly này. Ok. Rồi mấy cái chỗ linh tinh này mình cũng cho nó một ly hết luôn ha. Fillet một ly, lấy cái mặt này, mặt đây, mặt đây, mặt đây này, này đây đây, ok rồi. À nãy nãy thiếu ba ly, mình thiếu chỗ này, ba ly thiếu chỗ này thì mình edit lại cái fillet này nè, fillet ba ly nãy nè, bấm cái đây edit lại và lấy thêm cho mình cái đường này nữa này, thiếu một đường, thiếu một bên nữa đó. Rồi ok, rồi rồi mình xử lý cái phần phía trước này, phía sau này coi như sau nha. Phía trước thì nó có mấy cái khúc này nè, có khúc là mình cắt vô trước rồi mình tạo một cái phần kim loại chỗ này. Rồi ở trên nó mặt này tạo sketch quay diễn nhìn vuông góc, cắt trước đúng không, cắt trước thì ở đây mình sẽ vẽ những cái hình chữ nhật nè, hình chữ nhật nè. Rồi ở dưới này mình tạo một hình chữ nhật lấy tâm, đây một hình chữ nhật ha, rồi kẻ nó đi, một hình chữ nhật ở đây nữa. Rồi đo cái thước đã, tâm với tâm ngang hàng với nhau đó nha, này tâm hình chữ nhật này nè, với tâm hình chữ nhật này nè, thẳng đứng đây nè. Rồi từ từ đo tiếp, đo cái thước nè, 3.6 này, 6 nè, này đúng không, 3.6 này bằng 6. Rồi 2.95. Và từ này nè, tim này nè, tới cái mặt ở dưới này là 16.5. Là mặt dưới này đúng không? Tới tim này nè, là 16.5 nè. Đó. Rồi, rút cho cái hình này nó ngắn lại, rút cho cái hình này nó ngắn lại. Miễn sao nó vượt ra cái chỗ này là được. Này, chỗ này nó vượt ra là được nha. Rồi tiếp tục, trên này nó có mấy cái hình chữ nhật nữa. Các bạn vẽ cho mấy cái hình chữ nhật luôn nhé, không cần phải làm gì nó cầu kỳ cả. Một hình chữ nhật này, hai hình chữ nhật này, ba hình chữ nhật này, được chưa, ba hình chữ nhật. Rồi đo tiếp, cái tim hình chữ nhật này với cái này thẳng đứng, trước tiên cho thẳng đứng đã. Rồi giờ đo này, độ rộng này là bằng 9 này. Rồi, mép này xuống tới tim này là 5.25 này. 5.25. Rồi, cao của cái này không tính, cái này từ từ, cái này là cái phần miếng kim loại sau. Phần miếng kim loại sau. Ở đây ta còn gì nữa? Mười sáu chấm hai này là cái phần nó bật ở đây, 16.2 ha, đây là cái bật chỗ này nè, tới đây nè, tim này nè, 16.2 này. Rồi rồi cái chỗ này á là 1.8, 1.8 có nghĩa là gì? Một chấm từ cái này nó cao hơn tí nè, rồi cái đường này nó có một cái đường ngang nhỏ cho đây nè, rồi từ đây nó mới có một cái đường cong xuống là 1.8 này, thì có nghĩa là
từ đây tới đây là bằng 1.8, tại vì đó nó có một cái fillet 1.8 rồi, được không? Sau rồi cái này các bạn kéo cái hình chữ nhật này cho nó dài ra đây là được. Cái độ rộng hình chữ nhật là bao nhiêu? 3.6 nữa. À, độ rộng hình chữ nhật đây nè, 3.6. Độ rộng hình chữ nhật này là bằng 9 đúng không? 9 trừ cho hình chữ nhật này là 1.8 với 1.8 nữa là cái phần hình chữ nhật đây nè. Vậy sẽ đo cho mình á đường kính hình chữ nhật này là bằng 9 nè, trừ cho 1.8 với 1.8 là 3.6, trừ cho 3.6 này đó. Rồi ok, cắt hết mấy cái hình chữ nhật đó là được, cắt hết mấy hình chữ nhật đó nha. Giờ mình chọn là Edge này, Edge kết này, cắt bao nhiêu, cắt bao nhiêu giờ đây mình không biết bao nhiêu hết, tại vì cái đề nó cho cũng không có rõ ràng lắm. Thì bây giờ mình thấy cái đường chấm 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 vô đây nè, chấm chấm vô đây thì mình thấy nó cỡ này là 7.9, 7.9 hoặc là 9.9. 9.9 là mình nghĩ là cái đường kính, mình nghĩ là cái đường fillet thôi. Còn 7.9 này mình nghĩ là nó là cái phần đường đường cắt vô trong á. Rồi ok, giờ mình cắt chọn select contour nè. Select contour là một cái đường chữ nhật nè, một hình chữ nhật nè, một hình chữ nhật nè, ba hình chữ nhật. Rồi, hình chữ nhật này, hình chữ nhật này nữa. Xóa cái vòng ngoài đi nha. Rồi lấy hình chữ nhật đây, hình chữ nhật đây nữa, rồi cắt cho 7.9. Ok đó, rồi chỗ này mình lấy fillet 1.8 đi, sau đó mình lấy fillet bù lại cái 1.8 hồi nãy mình tính đó, nãy mình tính và mình trừ ra này nọ đó, rồi lấy cái đường này với cái đường phía bên này. Ok rồi, rồi bây giờ mới là cái phần thép đúng không, phần thép này, phần này, phần đó thì các bạn muốn vẽ sát luôn cũng được, các bạn muốn vẽ sát luôn các bạn không cho nó cái khe hở cũng được, mà không thì các bạn cho nó khe hở là 0.5 gì đó tùy ý. Nếu bạn muốn vẽ sát luôn thì ở đây thì có một cái phần thép và hình chữ nhật này luôn, thì các bạn có thể là trên cái mặt này các bạn tạo sketch trên mặt đó, các bạn tạo sketch nha. Rồi lấy lại cho mình hình chữ nhật đó luôn, thì các bạn vẽ lại thôi, không cần phải convert để chơi đó. Tích cho đây điểm này, tích đây điểm này. Nếu như mình muốn lấy bằng luôn á thì kích vô, còn không thì các bạn phải còn phải offset vô trong một xíu cho nó hở ra một xíu xíu. Rồi tiếp tục trên này thì chúng ta phải offset thôi, ta phải convert thôi, phải convert nha. Rồi nè, đây nè, đây nè, đây nè, còn không á thì các bạn là biến thì làm gì, convert click vô cái mặt dưới này nè, convert lại luôn. Rồi xong cái đường này mình không dùng thì chuyển về mình xóa bỏ đi cũng được đó. Rồi center line ha, chỗ này có một cái lỗ tròn, lỗ tròn cách 11.7 phi 4. Phi 4 nè, 11.7 nè, to dữ vậy. 11.7 là tới với tim nha các bạn, nhầm, 11.7 là tới với tim. Rồi từ đây nè, từ cái tim này này xuống tới cái tim đỏ này này, 11.7 đó. Ok rồi, ở đây có một cái hình chữ nhật, rồi chỗ này có một cái hình chữ nhật, rồi cắt vô đây. Là kích thước ha, 2 nè, và từ đây qua là 3 nè, thì mình có thể là đối xứng qua trước luôn cũng được, đối xứng hai cái thằng này qua cái đường centerline hồi nãy đây. Rồi mình chuyển, mình tắt bớt cái graphic cho bạn dễ thấy này đó. Ok cạnh này là 2, rồi cạnh này là 3, rồi trim bỏ mấy cái thằng nào không xài, trim chọn cái này này cho nó dễ nè, trim bỏ cái này, bỏ ở đây, bỏ ở đây đó. Rồi trên này mình có một cái đường line, đường line nó qua đây, trim bỏ khúc này luôn. Rồi cái đường line từ đây tới đây nó mới nói là 16.5 á. Rồi ok, từ đây xuống tới dưới đáy này nè, 16.5 đó. Rồi ok, khúc này có xài không, khúc này đã cắt bỏ rồi nè. Rồi bây giờ các bạn sử dụng mấy cái hình đó, các bạn extrude up
tới cái mặt phía trong này, mặt phía trong này các bạn đắp lấy chưa là mặt này rồi, không mạt nha, không mạt để ra cái mấy miếng riêng để lát để mình tô vào gì đó cho nó đẹp. Đã được chưa? Rồi xong rồi thì mấy bạn muốn tạo cái vân nhám ở đây thì tạo thôi, còn không thì thôi khỏi, không tạo thì cũng được không sao cả, chỉ cần tô màu lại như này cho nó đẹp. Nó ra rồi đó. Chứ bây giờ muốn tạo vân nhám thì chẳng hạn trên cái mặt này tạo sketch nè, bây giờ nhìn chung góc, bây giờ nhìn chung góc xong rồi vẽ những cái ellipse chẳng hạn, những cái ellipse nè. Tạo một cái đường centerline trước đi ha, từ chỗ này coi tạo cũng được, tạo cái ellipse đây đi, lấy tiền giữa nè, đây, đây đi ra nè, chưa đây ra đây đó. Rồi mấy cái kích thước này bằng nhau hết, mấy kích thước này bằng nhau hết rồi mình xóa nè, xóa nè, xóa nè, rồi mình cho cái thằng này ví dụ như là bằng 1.5 đi, 1.5 rồi. Mấy cái tim này ngang hàng với nhau là đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, với cái tim đỏ chỗ này nè, ngang hàng nè. Rồi khoảng cách thì các bạn cho nó chỉnh chu lại cho đẹp lại, thì nếu muốn cho chỉnh chu nó đẹp nha thì từ đây ra tới đây được không, phải từ đây tới đây, từ đây tới đây, tới đây và tới đây. Rồi thằng này với điểm này, với điểm này thẳng đứng với nhau nè, rồi các bạn cho khoảng cách của những cái này này, khoảng cách của những cái đó bằng nhau. Rồi ok, vậy thì bây giờ mình xác định kích thước cho nó là đẹp rồi. Được chưa, cái này là 14 đi, 14, cái này bạn cho bao nhiêu, 11.5, này cho là 7, à, 7 nhỏ, tại vì đây các bạn phải đi theo cái đường cong này, mà không thì như thế này, không thì khỏi cần đo luôn, khỏi cần đo cái này luôn, muốn cho nó đẹp thì khỏi cần đo luôn nha. Offset cái đường này vô, offset cái đường đó vô khoảng 2, 1,5 đi, 1.5 đi. Đây chỉ cái đường đó về offset zero mà chị rồi nha, rồi cho cái điểm này này chạy lên đây trùng vô, rồi điểm này trùng với cung này thì nó sẽ đi theo cái đường cong tiếp tuyến của offset cắt vô đó là 1.5 luôn, nó nhìn nó đẹp hơn. Là xóa cái 6 chấm mấy này đi đó, được không bạn? Rồi cung nè, cung này với cung này với cung này với cung này bằng nhau. Rồi xong. Offset thì đưa vô offset 1.7 cũng được, nó tí tí nữa. Rồi đi lên cái này, cái chốt này rất là nhẹ lên nha. Mình chỉ tạo một cái độ nhám nó nhẹ thôi, thì mình cho nó là 0.5 đi chẳng hạn nè, 0.5 nè. Đó, muốn cone hay không? Cone vô là 5 độ. Tóm lại 5 độ, 10 độ gì đó, tóm nhỏ lại. Rồi xong ok. Fillet đi. Tùy ấy các bạn nha. Fillet đi là 0.2 đi chẳng hạn. Rồi lấy cái đường này, đường đây. Đó, lấy hết mấy cái đường đó cho nó tròn lại. Nói chung cái này là các bạn tạo cái độ nhám, cái kia các bạn cầm tay thôi. Rồi, đối xứng qua bên kia. Mirror ha. Mặt trai ha. Rồi lấy cái feature, feature là cái này và cái fillet này. Rồi đó. Ok rồi đó. Đây, như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ tô màu cái này nữa là được. Tô màu thì các bạn chọn là cao su nè. Được chưa? Cao su, rubber. Rồi lấy cái này dục vô trong cái body này. Rồi màu trắng ví dụ như là metal đi, metal là mình lấy steel đi. Steel mình lấy cái thằng này cho cái thằng cái chốt nè.
bỏ vô body luôn đó, đây, bỏ vô body luôn. Không thì các bạn có thể copy cũng được, copy đó mình bỏ vô trong được chưa. Rồi, ok, hoặc graphic lên. Đấy. Các cái này đây, đấy, ok, vậy là xong rồi đó. Về cái phần kết cấu bên trong thì các bạn phải làm thêm nha. Tức là dây điện rồi là đi phần trong, phần ruột của nó. Thì các bạn phải làm thêm. Rồi, ok, như vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn thiết kế một cái phích cắm điện như thế này, một cái chốt cắm như thế này trên phần mềm SolidWorks. Rồi, nếu các bạn thấy thích video thì các bạn có thể là like, share, chia sẻ ha. Hoặc các bạn có đóng góp gì các bạn có để lại bình luận phía dưới cho mình nha, để mình có thể là cập nhật những cái thông tin cho các bạn. Đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.